Ông khách hàng sau đây bị đau tay do công việc làm tại sở. Sau khi bôi kem thoa giảm đau số 152 thì ông đã thấy cơn đau giảm đi tới 70%. Vâng, xin quý vị nghe lời chia sẻ của ông sau đây. Còn cái kem mà Wonder Cream là khi mà ông bôi lên đó thì ông nói được bao lâu thì thấy nó đỡ đau? Tại vì tôi chờ thuốc lưỡi qua. Dạ vâng. Sau khi có rồi tôi khui cái hũ ra ngay thì tôi sử dụng kem ngay. Tại vì mấy ngày hôm nay tôi làm Parker đó, mới đi làm 3-4 ngày nay lại là Parker. Làm gì ạ? Là Parker quái hàng mà. À, Parker. Dạ vâng. Đó, tôi khui ra ngay, tôi thoa thử. Dạ. Tôi thoa thử cái xem nó bớt không, tại vì tay đương đau mà. Dạ vâng. Thoa xong rồi tôi xách xe đi bộ qua bên chợ đi kiếm mua, tại vì nhà tôi ngang chợ. Dạ vâng. Đi bộ ra ngoài rồi có xong tôi về, tôi xách xe tôi đi một vòng nữa rồi tôi trở về. Để về, ủa sao cái tay nó lại có kết quả ngay, nó quặt ngay, không có bớt đau nhiều. À, gần như là 70% á. Dạ vâng. Hay quá hay.